Hôm nay chúng ta hãy cùng chơi trò chơi kỹ năng quan sát của bạn nhé. Có từng cấp độ từ dễ đến khó nhé. Và bạn hãy nhớ ghi lại điểm số xem bạn được bao nhiêu điểm. Mỗi câu bạn trả lời đúng thì bạn sẽ nhận được một điểm. Cấp độ 1, dễ. Kẹo nào khác với những kẹo còn lại? Là kẹo màu đỏ này là khác biệt. Hãy tìm một loại bánh khác biệt nhé. Là hình này là bánh kem sinh nhật. Trong những loại nước này bạn có thấy điểm khác biệt không? Là đây là nước cam. Hình nào là khác nhất trong đây? Đúng rồi, là một cây kem. Bạn có thấy sữa nào sai không? Đúng rồi, là ly sữa này. Bạn hãy tìm ra một loại bánh khác biệt. Là loại bánh này nè. Bạn hãy tìm một hình khác nhau ở đây. Đúng rồi, là bắp rang này. Cấp độ 2, trung bình. Tìm một hình khác biệt. Điểm khác biệt là hình này. Bạn hãy tìm một ngôi nhà khác nhau ở đây nhé. Là đây, ngôi nhà này không có trái tim. Bạn hãy tìm một cuốn sách sai ở hình này. Là hình này đây. Hình nào khác với những hình còn lại? Đúng rồi, là hình này. Bạn có tìm thấy ổ khóa nào khác nhất không? Là ổ khóa này không có ngòi bút. Bạn hãy tìm một con vật khác biệt. Đây là một con ngựa. Bạn có tìm thấy con tàu nào khác biệt không? Đây là con tàu khác biệt. Cấp độ 3, khó. Con nào trong đây là khác nhau? Là con cừu này không có sừng. Bạn có tìm ra được loại cỏ nào khác biệt không? Là hình này là cỏ ba lá. Bạn có tìm ra phong cảnh khác nhau trong đây không? Phong cảnh này không có mặt trời. Bạn có thể thấy được máy ảnh nào khác nhất không? Là máy ảnh này không có đốm vàng. Có con nào sai trong đây nhỉ?
con vật này là khác biệt. Hãy tìm một cây dù khác nhất trong đây. Là đây, cây dù này không có mưa. Bạn hãy tìm người tuyết khác nhau ở hình này nhé. Là ở dưới này nhé. Tổng cộng tất cả bạn được bao nhiêu điểm? Bạn hãy bình luận xuống dưới để mình biết nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.